trong những vấn đề mà huấn luyện viên Chusier cần giải quyết tại U22 Việt Nam, hàng công chính là bài toán hóc búa nhất. Những con số thống kê không nói dối, hàng công U22 Việt Nam đã gây thất vọng lớn trong 3 trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Chusier. Đoàn quân áo đỏ không ghi nổi bàn thắng nào sau 270 phút thi đấu tại Doha Cup. Số lượng cơ hội tạo ra không nhiều và lối chơi còn tương đối xa mới đạt tới độ nhuần nhuyễn mà nhà cầm quân người Pháp mong đợi. Một trong những nhân tố được huấn luyện viên Chusier kỳ vọng nhất trên hàng công là tiền vệ cánh Lewando. Anh thường được xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3. Những gì mà Vando thể hiện tại Doha Cup không thực sự ấn tượng. Anh xử lý khá tự tin nhưng thiếu đi sự hiệu quả, một phần do phải đối mặt với các đối thủ quá mạnh. Thậm chí có tình huống Vando còn thực hiện lỗi một quả phạt góc để mất đi cơ hội tấn công hiếm hoi của U22 Việt Nam. Lewando không đạt phong độ cao tại Doha Cup 2023. Thống kê chỉ ra rằng ở thời điểm dự Doha Cup, Vando mới có vỏn vẹn 48 phút thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023. Thật khó để một cầu thủ đạt được cảm giác bóng tốt nhất khi ra sân quá ít. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau sự cố tại trận đấu cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Khánh Hòa. Sau khi Phan Văn Đức không may gặp chấn thương nặng, huấn luyện viên Foyani trao cơ hội cho Vando. Tiền vệ người Quảng Nam lập tức ghi dấu bằng pha đột phá và dứt điểm thành bàn ở góc hẹp đầy bất ngờ vào lưới Khánh Hòa. Trận đấu tiếp theo, Vando được điền tên vào đội hình xuất phát. Cầu thủ 21 tuổi rất nỗ lực đa dạng hóa các tình huống xử lý, khi thì bám biên, lúc lại ngoặt vào trung lộ để mở ra những khoảng trống. Suýt nữa Vando đã có một pha kiến tạo ngoạn mục nhưng rất tiếc đường truyền tinh tế của anh lại không được Henrik tận dụng thành công. Nhưng rồi cố gắng của Vando đã được đền đáp ở trận đấu gặp Bình Dương. Trên sân Gò Đậu, cầu thủ người Quảng Nam có được bàn thắng đầu tiên tại đấu trường V-League. Pha lập công đến theo kịch bản phối hợp mà chính huấn luyện viên Chusier cũng đang hướng đến. Vando thoát xuống bên cánh trái, nhận đường truyền từ tiền đạo cắm và đánh bại thủ môn bằng một cú cứa lòng gọn gàng. Lewando ngày càng lên chân trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể từ sau Doha Cup, Vando đã có tổng cộng 223 phút ra sân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và ghi được 2 bàn thắng. Con số này sẽ còn gia tăng khi câu lạc bộ Công an Hà Nội đối đầu Nam Định vào ngày 16 tháng 4 tới. Sự đột phá bất ngờ của Lewando là một tin không thể vui hơn dành cho huấn luyện viên Chusier, nhất là trong bối cảnh nhiều cầu thủ khác của U22 Việt Nam vẫn đang phải vất vả tìm kiếm cơ hội vào sân. Một năm trước, Lewando dù đã ghi một bàn vào lưới U22 Indonesia nhưng vẫn chủ yếu sắm vai kép phụ ở đội hình U22 Việt Nam. Giờ đây, anh đang dần trở thành niềm hy vọng lớn trong cuộc hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng bóng đá Nam SEA Games trên đất Campuchia. Dấu bé music dấu lớn.